Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 79. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần sau của Kinh A-di-đà. Có bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Câu này phải đọc như vậy: bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Thường gọi là chú vãng sanh. Thông thường đọc xong Kinh A Di Đà đều niệm 3 biến hoặc 7 biến chú vãng sanh. Nếu y theo trong kinh ghi chép dạy thì phải niệm 21 biến 3 lần 7, 21. Đó là trong kinh dạy như vậy. Người hiện nay ưa thích giản lược, hai mươi một biến giảm lược thành 7 biến. Hiện nay 7 biến giảm thành niệm 3 biến. Chúng tôi dựa theo chú giải trong sớ sao của Đại sư Liên Trì. Trong sớ sao của Đại sư Liên Trì có giải thích, giới thiệu khái lược ý nghĩa của bài chú vãng sanh này. Ngài giải thích ý nghĩa của bài chú này. Ngài nói dùng chú phụ trợ kinh. Bản Kinh A Di Đà vốn không có chú vãng sanh, là vì chú vãng sanh cũng là nói vãng sanh. Cho nên Tổ sư Đại Đức đem bài chú này không dài, thêm vào phía sau của Kinh A Di Đà dùng chú phụ trợ kinh. Kinh có chú thì càng rõ ràng. Kinh là Kinh A Di Đà, kinh có thêm chú vãng sanh ở phía sau thì bộ kinh này càng thêm rõ ràng. Chú là mật chú, hợp lại ý nghĩa là hiển mật viên dung. Kinh là hiển thuyết, chú là mật thuyết. Nên nói kinh ở phía trước, kinh ở phía trước, chú ở phía sau. Chú có kinh thì càng linh. Chú là chú của kinh. Chú là chú của kinh. Kinh là kinh của chú. Ý nghĩa của bài chú này là gì? Ý nghĩa của bài chú đều ở trong kinh. Kinh là hiển thuyết, chú là mật thuyết. Đều dùng lẫn nhau, kinh và chú phối hợp bổ sung cho nhau, ưng kết thích giả, có nghĩa là nên giải thích như vậy. Trước tiên nói rõ xuất xứ của bài chú này để cho chúng ta hiểu rõ. Bài chú này được ghi chép tường tận trong truyện Bất Tư Nghị Thần Lực. Đây là xuất xứ của bài chú vãng sanh này.
trong chuyện Bất Tư Nghị Thần Lực nói người trì chú này diệt tội vãng sanh. Điều này rất hiếm có. Trong Hiện giáo chúng ta nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đới nghiệp vãng sanh. Trì chú này có thể diệt tội vãng sanh. Như vậy thì viên mãn hơn kinh này sao? Vì vậy đích thật có người không đọc kinh A Di Đà chuyên trì chú vãng sanh. Họ trì chú có linh hay không? Xưa kia tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một vị cư sĩ, ông ta hoàn toàn tuân theo trong chuyện Bất Tư Nghị Thần Lực giải cách niệm chú. Ông ta niệm chú vãng sanh 30 vạn biến. Ông ta niệm đã đủ 30 vạn biến nhưng không có cảm ứng. Ông đến nói với tôi: thưa Pháp Sư, chú này không linh. Thật tại mà nói, không phải chú không linh, cũng cùng một đạo lý như vậy. Ở phía trước chúng tôi đã giảng kinh, bạn có hiểu không? Chú cũng là như vậy. Bạn có biết niệm hay không? Nếu không biết niệm, đó chỉ là học được khẩu ngữ thì là rất khó. Chú linh như thế nào? Thật tại mà nói, từ xưa đến nay không có giải thích thần chú. Người Ấn Độ nghe cũng không hiểu, vì thần chú không phải là tiếng Phạn. Trước kia thầy Lý đã từng nói với tôi rằng thầy cũng có học qua mật, cũng học qua 8 năm. Thầy nói đại đa số thần chú là ngôn ngữ của lục đạo. Khi Phật giảng kinh thuyết pháp, thần linh trong lục đạo đều đến nghe. Thính chúng đến nghe có lẽ còn nhiều hơn người chúng ta rất nhiều. Nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy, Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều có thể nhìn thấy, nên biết rằng đạo tràng giảng kinh của Phật ngoại trừ Thiên Long Bát Bộ ra còn có quỷ thần trong lục đạo, chúng đều đến nghe kinh. Họ đều có thể khả năng, đều có khả năng hiểu được ý nghĩa của Phật thuyết pháp. Đúng là như trong kinh Đại Thừa thường nói, Phật dùng một âm mà thuyết pháp, chúng sanh mỗi loài đều hiểu được. Cho nên âm thanh thuyết pháp của Phật gọi là viên âm, tức là âm thanh viên mãn. Bất luận chúng sanh thuộc đạo nào, đến nghe Phật thuyết pháp đều hiểu được, hình như nghe Phật đang nói tiếng của mình vậy. Đây là thần lực của Phật, không thể nghĩ bàn. Sau khi Phật giảng xong bộ kinh này thì thông thường Phật dùng ngôn ngữ của họ để nói mấy câu. Ngài nói ra mấy câu đó rất là thân thiết. Ngài nói ngôn ngữ của họ cũng là lòng từ bi của Ngài lưu lộ ra, thật là thân thiết từ bi. Chúng ta luôn luôn phải thể hội đến
thần linh trong lục đạo đến nghe, thì Phật cũng dùng ngôn ngữ của họ nói mấy câu, họ nhất định cảm thấy vui, vô cùng phấn khởi, vô cùng hoan hỷ. Đó là trong mật chú, sở dĩ chỉ có âm thanh mà không thể giảng ý nghĩa của nó. Nói chung, ý nghĩa của chú đều đã tuyên nói trong cung, đều tuyên nói trong kinh. Đương nhiên, Phật cũng không thể nói tường tận, chỉ nói mấy câu quan trọng nhất mà thôi. Đó là thầy Lý nói cho tôi biết như vậy. Cho nên đối với thần chú, chúng ta phải rất cung kính niệm thì linh, nhưng chúng ta niệm thì lại sợ không đúng, là sợ niệm cái âm không được chuẩn xác. Nhưng cũng không sao, niệm cái âm không chuẩn xác, chúng quỷ thần cũng thông cảm cho bạn. Còn Phật niệm dĩ nhiên là chuẩn xác nhất. Từ Phật về sau, những người thật sự niệm chuẩn xác thì không nhiều. Chỉ cần tâm chân thành, cho nên thành thì linh, chân thành thì sẽ có cảm ứng. Đó là thuộc về một loại thần chú. Trong Đại Tạng Kinh còn có một loại chú ngữ nữa, chúng ta không thể gọi là thần chú. Loại chú ngữ đó cũng không có ý nghĩa. Là loại chú ngữ nào? Là loại trị bệnh. Trị bệnh thì không phải là thần chú. Đối tượng của chú ngữ đó không phải là cho quỷ thần nghe, mà là để trị bệnh của bạn. Có lẽ là huyệt đạo của bạn bị bế tắc, nên Phật biết rõ bộ phận nào của bạn bị bế tắc không thông, nên sanh ra bệnh tật. Phật đem âm thanh dạy cho bạn, dạy cho bạn niệm. Dạy bạn niệm từng chữ từng câu. Niệm âm thanh lớn hay nhỏ đều có khảo cứu. Dùng âm thanh để chấn động những bộ vị nào của bạn bị bế tắc. Khi vừa chấn động thì chỗ bế tắc đó liền được tiêu trừ, thì huyệt đạo của bạn được thông suốt. Cho nên trong kinh điển cũng có rất nhiều chú ngữ dạy trị bệnh. Nhưng hiện nay còn linh hay không? Hiện nay thì không còn linh nữa. Bởi vì loại chú ngữ đó nhất định phải được khẩu truyền. Chúng ta dựa theo bộ kinh đó chỉ dạy có mắc bệnh như thế nào, bèn niệm chú đó, nhưng không linh chút nào. Không phải chú đó không linh, mà là chúng ta không biết niệm, chúng ta không biết cách phát âm. Phát âm phải chính xác, âm lượng phải rất chuẩn, thì mới có thể thật sự truyền đến vị trí chỗ bế tắc đó. Đây gọi là phương pháp trị bệnh cao minh nhất. Không cần dùng phương pháp châm cứu, châm cứu còn phải đâm kim. Cách này không cần. Dùng âm thanh để trị bệnh là phương pháp cao minh nhất. Cách trị bệnh này đã thất truyền. Trong Đại Tạng Kinh tuy có dạy nhưng không linh, là vì chúng ta niệm cái âm không đúng, cũng không biết âm lượng lớn nhỏ. Trong thế gian này cũng có số thổ dân tổ tổ tương truyền, có lẽ họ vẫn còn giữ cái phương pháp trị bệnh này. Nhưng hiện nay chúng ta rất ít thấy phương pháp trị bệnh như vậy. Rất có lý, không phải không có lý. Những loại chú ngữ đó không có ý nghĩa gì cả. Những thứ này đều thuộc về thường thức. Chúng ta phải hiểu rõ
Nếu như tương lai có người phát hiện những người nào biết dùng âm thanh để trị bệnh thì sẽ hiểu được cách trị bệnh như vậy rất có lý. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế cũng thường dùng cái phương pháp này. Có lẽ ở Trung Quốc đến đời nhà Đường vẫn còn dùng cái phương pháp này, dùng những loại chú ngữ để trị bệnh rất là có hiệu quả. Hơn 1000 năm sau thì loại chú ngữ đó đã thất truyền, thật là đáng tiếc. Ở chỗ này Đại sư Liên Trì nói người trì chú này diệt tội vãng sanh, cho nên đặt tên là Bạc Nghiệp Chướng Sanh Tịnh Độ. Danh xưng của bài chú này gọi là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Ý nghĩa của Đà La Ni là tổng trì. Cái gì gọi là sớ sao? Sớ còn có sao? Sao là giải thích sớ? Sớ là giải thích kinh, có nghĩa là trong chú giải còn có chú giải. Chúng ta cũng không cần nói ra hết, chúng tôi cũng không cần nói ra hết, chỉ nói ra những điều quan trọng. Nói đến nghiệp chướng, thông thường nghiệp chướng gồm có ba đại loại: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Đây là trong Phật môn thường nói nguyện tiêu tam chướng trừ chư phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Tam chướng này tức là vừa rồi đã nói ra ba đại loại: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Vì sao Phật không nói tiêu trừ phiền não chướng và báo chướng? Trong tam chướng vì sao chỉ nói nghiệp chướng? Ở trong nghiệp chướng, phiền não chướng là nhân của nghiệp chướng, báo chướng là quả của nghiệp chướng. Thật tại mà nói, chúng tôi giảng đến những chuyện nhân quả báo ứng. Nhân quả là lần lượt làm nhân quả lẫn nhau. Phiền não chướng là nhân, nghiệp chướng là quả. Bởi vì có phiền não thì bạn tạo nghiệp, nên nghiệp chướng là nhân, báo chướng là quả. Nói như vậy thì bạn hiểu rõ. Bởi vì có phiền não nên bạn mới tạo nghiệp. Nếu bạn không có phiền não thì làm sao tạo nghiệp? Phiền não là gì? Là tham sân si mạng. Ở phía trước gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Bạn có kiến tư phiền não cho nên bạn mới tạo nghiệp. Sau khi đã tạo nghiệp thì nhất định có quả báo. Tạo ác nghiệp thì quả báo là ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Tạo thiện nghiệp thì quả báo là thiện quả nhân thiên. Cho nên lục đạo luân hồi là thuộc về quả báo. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Là do khởi hoặc tạo nghiệp nên mới biến hiện ra lục đạo luân hồi. Đại sư cũng giải thích được rất hay. Nghiệp nhất định có nhân, nghiệp nhất định chiêu quả. Cho nên nói nghiệp chướng thì đã bao gồm cả phiền não chướng và báo chướng ở bên trong.
Ở chỗ này Đại sư lại nói mấy câu cũng rất hay. Trừ nghiệp chướng phải trừ tận gốc, như rễ đã đứt không sanh mầm, mầm không sanh thì cành lá hoa quả cũng đều không sanh. Cái nghĩa này rất đúng, chúng ta phải hiểu. Cổ đức thường chỉ dạy hàng hậu học. Tu hành là tu từ đâu? Là tu từ căn bản, tức là cái ý nghĩa này. Căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm. Là các tu hành cao minh nhất. Khi ý niệm vừa khởi thì lập tức chiếu trụ. Chiếu trụ là gì? Là biết rất rõ ràng, rất minh bạch ý niệm của mình là thiện hay là ác. Ý niệm là thiện, thiện tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Điều thiện này là ý niệm tốt, phải để cho nó tăng trưởng. Nếu ý niệm này là ác niệm thì lập tức phát hiện, liền đoạn trừ nó ngay, dùng một câu A Di Đà Phật thay vào đó. Đây là tu từ căn bản. Cho nên quý vị nên biết pháp môn tịnh độ là tu từ căn bản, so với những pháp môn khác cũng dễ dàng hơn. Bởi vì pháp môn tịnh độ đề khởi là chánh niệm. Chánh niệm là một câu Phật hiệu, rất là dễ dàng, rất đơn giản. Ý niệm vừa khởi lên thì niệm A-di-đà Phật, quy về A-di-đà Phật. Ý niệm thứ nhất vừa khởi lên thì liền chuyển niệm thứ hai A-di-đà Phật. Bạn phải biết cách niệm Phật như vậy thì công phu mới đắc lực. Người lợi căn dụng công thì 3 tháng hoặc nửa năm sẽ có hiệu quả rất tốt. Còn người độn căn dụng công thì khoảng chừng 3 năm hoặc 5 năm sẽ thấy có hiệu quả. Cái quan trọng nhất là phải dụng công lâu bền, phải giác ngộ nhanh, không thể để cho vọng niệm tiếp tục tăng trưởng. Đó là điều chúng tôi thường giảng, phải thường đề cao cảnh giác. Phải vi mật quán chiếu thì gọi là thật sự biết dụng công. Đại sư Liên Trì nói: nay trì chú này thì không nổi dậy phiền não, là tiêu trừ căn bản của nghiệp chướng. Căn bản của nghiệp chướng là phiền não. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm chú vãng sanh, thân, khẩu, ý, thân khẩu ý đều là chuyên chú vào chú ngữ. Tổng cộng có 14 câu. Luôn luôn nhớ niệm thì sẽ chế phục được phiền não. Chế phục được phiền não. Đến khi công phu được đắc lực thì không cần niệm, nhưng phiền não cũng không khởi hiện hành. Đó là bạn đạt được công phu thành phiến. Nếu dùng phương pháp trì chú thì cũng được công phu thành phiến. Kế tiếp là nói đến trong truyện Bất Tư Nghị Thần Lực dạy rằng, như trong chuyện nói, ngày đêm mỗi thời trì 21 biến thì diệt được những tội ngũ nghịch bán pháp
vân vân. Hai chữ ngày đêm này không phải là nói ban ngày niệm 21 biến, ban đêm niệm 21 biến. Nếu bạn hiểu như vậy thì bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Vào thời xưa ở Ấn Độ, ban ngày ba thời, ban đêm ba thời, mỗi một thời niệm 21 biến, hay nói cách khác tức là ngày đêm sáu thời. Ngày đêm sáu thời. Thật tại mà nói cũng không phải là nhiều, một lần chỉ niệm 21 biến, ngày đêm phải niệm 6 lần, tổng cộng niệm 6 lần. Đó là một phương pháp tu hành như vậy. Vào thời xưa, thiện căn của chúng sanh sâu dày, họ hiểu rõ luân lý đạo đức, đều có sự tu dưỡng kha rất khá. Họ y theo phương pháp tu trì này rất có hiệu quả. Còn trong thế giới hiện nay thì rất khó khăn, vì nội tâm thì có phiền não tạp khí nghiêm trọng, bên ngoài thì có sức dụ dỗ rất mạnh. Hiện nay chúng ta hạ thủ công phu phải thật sự ngày đêm sáu thời, không thể gián đoạn trong từng sát na. Tại vì sao? Vì hễ gián đoạn thì phiền não tạp khí hiện tiền. Đây là chuyện rất khó khăn. Đại sư lại nói, ta bà luân hồi đều do nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã không thì chủng tử tuế độ cũng diệt, tùy nguyện vãng sanh, nên được sanh về cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật. Cái ý nghĩa này rất hay. Kế tiếp còn có mấy câu để giải thích hai chữ tổng trì. Chúng ta thường nói đến tổng trì rất nhiều, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Đó là ý nghĩa của tổng trì. Tiếng Phạn gọi tổng trì là Đà La Ni. Cũng là một cái tên khác của chú. Trong truyện gọi là bất tư nghị thần lực, tức trong kinh gọi là bất tư nghị công đức. Hợp kinh và chú lại mà xem. Trì chú, trì danh thì được vãng sanh, nên đồng gọi là bất tư nghị. Đây là đem đại ý của chú vãng sanh phụ thêm phía sau của kinh này. Đại sư đã nói cho chúng ta biết đại ý. Tiếp theo là nói người phiên dịch chú vãng sanh. Tống nguyên gia thiên trúc tam tạng cầu na bạc đà la dịch. Phàm là giảng kinh nhất định phải giới thiệu người phiên dịch kinh, bởi vì Phật pháp
là từ Ấn Độ truyền sang, từ Tây vực truyền đến Trung Quốc. Sau khi truyền đến Trung Quốc lại phải thông qua phiên dịch thì mới thành kinh điển khoa văn. Nhất định phải ghi rõ thời đại phiên dịch, ghi rõ tên của người phiên dịch. Ở phía trước là để chứng thực bộ kinh này đích thật là do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, là từ nguyên văn bản tiếng Phạn phiên dịch ra, để cho số tín đồ ở phương Đông giữ lòng tin. Cho nên danh đề thì rất quan trọng. Ở chỗ này nói nhà Tống, tức là Lưu Tống của thời đại Nam Bắc Triều. Nguyên gia là niên hiệu. Cuối năm niên hiệu nguyên gia của Tống Văn Đế, Thiên Trúc, tức hiện nay là Ấn Độ. Vì sao gọi là Tây Vực vào thời đó, từ Trung Quốc đi đến Ấn Độ, phần nhiều là đi theo đường Tây Vực, vượt qua Thông Lãnh, rồi đi hướng Nam, phía dưới là Ấn Độ. Cho nên chúng ta thường gọi là Tây Phương. Hiện nay giao thông thuận tiện, vị trí địa lý của Ấn Độ chúng ta biết rất rõ ràng. Cầu Na Bạc Đà La là vị pháp sư người Ấn Độ tinh thông Tam Tạng. Tam Tạng chúng ta thường gọi là học lịch, tức là học lịch của Ngài, như chúng ta hiện nay gọi là học vị. Ngài tinh thông Tam Tạng, phải là Tam Tạng pháp sư mới có tư cách phiên dịch kinh điển. Bạn phải thông đạt Tam Tạng, nếu không thông đạt Tam Tạng thì không thể gánh vác công việc phiên dịch kinh điển. Tức là bạn phải thông đạt Tam Tạng mới được. Cầu Na Bạc Đà La là pháp hiệu của vị pháp sư dịch kinh. Cùng một thời đại với Ngài lại có vị pháp sư cũng là người Ấn Độ, pháp hiệu của họ rất giống nhau, gọi là Cầu Na Bạc Ma. Pháp hiệu của họ rất giống nhau, có chỗ thì ghi là Cầu Na Bạc Đà, không có chữ La ở phía sau. Cái âm đó rất giống Cầu Na Bạc Ma. Vì vậy bài chú vãng sanh này trong hai vị là do vị nào phiên dịch vẫn là một điểm nghi ngờ. Nhưng hai vị này đều là người Ấn Độ cùng một thời đại, khẳng định chú vãng sanh đích thật là phiên dịch từ trong kinh điển Phạn Văn. Chúng ta có thể khẳng định điều này. Kế tiếp là chú ngữ, chúng tôi xin đọc ra rồi lại xem những lời giải thích của Đại sư Liên Trì.
chú ngữ gồm có 14 câu. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha và Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tị A Di Rị Đa Tất Tam Bà Tị A Di Rị Đa Tị Ga Lan Đế A Di Rị Đa Tị Ga Đăng Đa và Di Nị và Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Kế tiếp ba hàng là những lời trích trong chuyện, tức là những câu trích trong truyện Bất Tư Nghị Thần Lực. Tức là trong truyện Bất Tư Nghị Thần Lực, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân mà có thể tụng chú này thì A Di Đà Phật thường ở trên đỉnh đầu ngày đêm ủng hộ, không để cho quán gia có cơ hội ngay trong đời này thường được yên ổn, lúc sắp mạng chung tùy ý vãng sanh. Có nghĩa là trong đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng cho chúng ta biết, bài chú này có mối quan hệ rất mật thiết với kinh A Di Đà. Thế nhưng khi chúng ta đọc kinh thường hay sơ sót những chữ then chốt trong kinh, cho nên chúng ta thường nói đọc kinh không linh. Chúng ta cũng y theo kinh điển tu học mà hình như không đạt được hiệu quả như trong kinh đã dạy. Đó là vì chúng ta không biết những điều kiện trong kinh đã dạy rất rõ ràng. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không nói nếu có nam tử, nữ nhân. Trong kinh không có nói như vậy, mà phải thêm vào một chữ thiện. Này muốn hỏi, chúng ta có hội đủ tiêu chuẩn của thiện hay không? Nếu hội đủ tiêu chuẩn của thiện, bạn y theo phương pháp này mà tu học thì nhất định có hiệu quả. Đây là trong những buổi giảng tôi thường hay nhắc nhở các đồng học không thể sơ sót điều này. Tiêu chuẩn của thiện ở tại đâu? Là trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật có nói tiêu chuẩn của thiện cho chúng ta biết. Trong đoạn kinh văn nào? Đó là đoạn kinh văn Tịnh Nghiệp Tam Phước mà mọi người đều rất quen thuộc, tức là tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không dứt, tu thập thiện nghiệp. Đây là cái thiện của nhân thiên, là tiểu thừa, là tiểu thiện. Chúng ta có hội đủ hay không? Phải hội đủ bốn câu này thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh đã nói. Nếu không hội đủ bốn câu này thì bạn chỉ là nam tử, nữ nhân, không thể thêm chữ thiện. Nhưng quý vị phải hiểu, dù bạn có thực hành được điều thứ nhất, bạn y theo phương pháp này tu hành có được cảm ứng thù thắng hay không? Có cảm ứng thù thắng gì hay không? Chưa chắc. Vì sao không được? Vì kinh này là kinh Đại Thừa, không phải là kinh Tiểu Thừa. Bốn câu điều thứ nhất là thiện pháp của nhân thiên, không phải là thiện pháp của Đại Thừa. Tu nhân thiên tiểu quả thì được,
bạn đạt được tiêu chuẩn của tiểu thừa. Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Bốn câu phía trước cộng thêm ba câu này là bảy câu. Nếu thực hành được bảy câu này thì là nhị thừa thiện. Học thanh văn, học duyên giác. Trong kinh điển tiểu thừa gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chỉ cần bạn thực hành được bảy câu này, kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là thuộc kinh Đại Thừa, chú Vãng Sanh cũng là kinh Đại Thừa. Nên bạn còn phải thực hành thêm một điều phía sau. Điều phía sau là Đại Thừa Thiện, phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Tổng cộng có 11 câu. 11 câu này là căn bản của những căn bản. Thực hành được 11 câu này thì gọi là Đại Thừa Thiện. Cho nên chữ thiện này là then chốt. Chữ thiện là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đầy đủ thanh tịnh nghiệp tam phước. Bạn phải có đủ nền tảng này thì được. Bạn có thể tụng chú này thì A Di Đà Phật thường ở trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ. Khi bạn đã thực hành được tịnh nghiệp tam phước rồi lại tu pháp môn này thì bạn sẽ thấy rõ có hiệu quả hay không. Nay tôi xin nói cho quý vị biết, xưa kia tôi ở Đài Bắc có gặp một vị cư sĩ, ông ta niệm chú vãng sanh đã niệm hết 30 vạn biến mà không có hiệu quả, là do nguyên nhân gì? Vì ông ta không có tịnh nghiệp tam phước, ông ta chỉ là nam tử nữ nhân, ông ta không có chữ thiện này, cho nên đã niệm hết 30 vạn biến mà không có hiệu quả. Bởi vì tuổi ông ta đã cao, thân phận của ông ta cũng khá cao. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, không tiện nói. Sự đối người tiếp vật, lời nói phải có chừng mực. Bạn muốn nói điều gì là phải xem họ có thể tiếp nhận được thì có thể nói chuyện với họ. Nếu họ không thể tiếp nhận thì không nên nói. Bạn chỉ chắp tay khiến hoan hỷ. Trong xã hội, ông ta có thân phận, có địa vị. Ông ta cũng có tài viết văn chương. Ông ta thường hay khinh khi người khác, không có người nào được ông ta coi trọng. Những điều này là những chướng ngại của ông ta, đều là nghiệp chướng của ông ta. Do đây mới biết tu hành không thể không biết căn bản. Căn bản tức là thiện. Trước tiên chúng ta phải đạt đến tiêu chuẩn của thiện. Như trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy, chúng ta phải nỗ lực thực hành cho được. Sau đó y giáo phụng hành mới có hiệu quả. Thì A-di-đà Phật thường ở trên đỉnh đầu. Đây tức là A-di-đà Thế Tôn hộ niệm. Nhi đi
quán thần trái chủ của bạn, muốn chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại bạn vãng sanh, nhưng có Phật lực, có thần hộ pháp phù hộ cho bạn. Bọn chúng không có dịp làm chướng ngại bạn. Nay trong đời này thường được yên ổn. Đây là nói bạn sống trong thế gian này, bạn được Phật hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, nên tai nạn và những chuyện không tốt bạn không dễ gì gặp phải. Lúc sắp mạng chung, tùy ý vãng sanh, tùy ý là tự tại. Đoạn kinh văn này là nói rõ công đức của bài chú này, giảng được rất tường tận. Bài chú này ba câu phía trước thì có thể phiên dịch, bởi vì nó không phải là chú ngữ. Câu thứ nhất, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Câu này tức là chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Bà Dạ tức là A Di Đà Phật. Đây là phạm âm của Ấn Độ. A Di Đà Bà Dạ, nay chúng ta lược bỏ, tức là A Di Đà Phật, A Di Đà, nhưng không có chữ Phật trong câu trước, không có chữ Phật. Câu kế tiếp là Đa Tha và Đa Dạ, câu này dịch là Như Lai. Cho nên niệm cả hai câu này là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha và Đa Dạ, tức là A Di Đà Như Lai. Phía trước có Nam Mô là Nam Mô A Di Đà Như Lai. Cho nên đã phiên dịch câu này thành ý nghĩa như vậy. Đa Địa Dạ Tha cũng có thể dịch được câu này, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là tức thiết chú viết, có nghĩa là tức nói chú rằng, kế tiếp mới là chú. Từ câu A Di Đà Đô Bà Tỳ cho đến câu cuối cùng, tất cả gồm có 11 câu chú ngữ. 11 câu chú ngữ này từ xưa đến nay không có phiên dịch, cho nên phía trước 3 câu thì có thể phiên dịch. Trong chú giải của Đại sư Liên Trì, Ngài cũng có nói từ xưa không phiên dịch thần chú vì có 5 cái ý. Năm cái ý này tức là năm điều trong thể lệ dịch kinh. Ý thứ nhất, là giống như đế vương thời xưa, đế vương có ý chỉ bí mật, không thể tùy tiện tuyên truyền. Khi bạn nhận được là phải y giáo phụng hành thì được rồi. Bạn phải y theo ý chỉ mà làm, không cần hỏi làm gì. Ý thứ hai, hoặc là một câu có rất nhiều nghĩa,
như Tiên Đà Bà có nhiều nghĩa, nên không dịch, nên không phiên dịch. Bởi vì ở Trung Quốc không tìm được thành ngữ hoặc từ ngữ tương tự nên chỉ dịch âm và kèm theo giải thích. Ý thứ ba là ở Trung Quốc chúng ta không có. Ngài nêu ra thế như Diêm Phù Đề. Trong kinh chúng ta cũng thường thấy những chữ Amala Quả. Xưa kia ở Trung Quốc không có Amala Quả, hoặc Hưng Cường trong năm thứ rau cây. Ở Trung Quốc không có. Nhưng hiện nay giao thông phát triển, hàng hóa vận chuyển dễ dàng. Amala Quả là loại trái cây gì? Người Đài Loan gọi nó là trái ba lạc. Trước kia Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên, Ngài là vị Pháp Sư giảng kinh tại Đài Loan, Ngài đã từng đi thăm viếng Ấn Độ. Bởi vì Ngài thường giảng kinh, cũng thường giảng đến Amala Quả. Loại trái cây đó ở Trung Quốc không có, cho nên không biết loại trái cây đó là gì. Khi Ngài đi đến Ấn Độ, bèn hỏi người Ấn Độ Amala Quả là trái gì. Họ đem cho tôi xem, họ đem ra thì ra là trái ba lạc. Ở Đài Loan cũng có, nhưng ở Đại lục Trung Quốc thì không có. Đó là một loại. Còn Hưng Cường trong năm thứ rau cây, Hưng Cường là loại rau gì? Nay chúng tôi mới biết đó là hành tây. Ở Trung Quốc không có. Cho nên những thứ giống như vậy thì không có cách nào phiên dịch, chỉ có thể dịch âm. Ý thứ tư, hoặc là thuận theo lối xưa không dịch. Vào thời xưa dịch kinh, những câu từ ngữ đã được phiên âm, đã được dịch âm, mọi người đều đã biết, cho nên không cần sửa đổi nữa. Nhưng ở chỗ này nêu ra một thí dụ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật ra câu này cũng là do sự tôn trọng của cổ nhân. Bởi tôn trọng nên không phiên dịch. Thế nhưng trong điều thứ năm cũng có tôn trọng, hoặc do tôn trọng nhưng cũng có thể dịch thành tiếng Hoa. Như hai chữ Bát Nhã, thật tại mà nói cũng có thể dịch Bát Nhã thành trí huệ. Còn A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng những danh từ pháp tướng trong kinh luận rất là nhiều, mọi người chúng ta cũng thường đọc rất quen thuộc, cho nên những từ ngữ giống như vậy đều thuộc về tôn trọng. Đặc biệt là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, như những người học Phật chúng ta, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, chúng ta học Phật hy vọng được điều gì? Tức là hy vọng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phiên dịch Bát Nhã cũng có lý đôi chút. Bởi vì dịch Bát Nhã thành trí huệ không phải là trí huệ theo quan niệm thông thường của chúng ta. Nó không giống như trí huệ của khái niệm thông thường chúng ta.
Đó là thông thường không phiên dịch thần chú, nhưng cũng có phiên dịch, cũng có phiên dịch hay không có, đã có phiên dịch năm hội thần chú Lăng Nghiêm. Vào đời nhà Thanh có pháp sư Quán Đỉnh đã phiên dịch toàn bộ năm hội thần chú Lăng Nghiêm. Đó là số ít, còn đại đa số đều tôn trọng thể lệ dịch kinh của cổ nhân, cho nên cũng không cần đem nó phiên dịch ra. Không phiên dịch ra thì lại được rất tôn trọng. Nếu đã phiên dịch ra rồi thì ý niệm tôn trọng không còn nữa. Bây giờ thời gian đã đến.